Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh cho biết, trên địa bàn huyện Lang Chánh vừa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ngoại cộng đồng tại khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh. Các bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại huyện Lang Chánh là hai vợ chồng trong một gia đình có địa chỉ thường trú tại khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh. Ngày 29 tháng 12, các bệnh nhân từ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và Tiền Hải, Thái Bình trở về khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh. Đây là những bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và có tiếp xúc gần với nhiều người. Đến khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân thấy có biểu hiện sốt, ho, tức ngực, đã đến Trung tâm Y tế huyện Lăng Chánh xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin công dân có kết quả dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn khẩn trương thông báo các mức dịch tễ của hai ca bệnh, đề nghị những người có liên quan đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Chỉ đạo các tổ dân phố, khu dân cư, các lực lượng chức năng, tổ giám sát cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế thị trấn, thần tốc, giả soát, truy vết và quản lý, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với tất cả các trường hợp liên quan tiến hành tạm phong tỏa một số gia đình có tiếp xúc gần để xử lý môi trường. Các biện pháp tiêu độc khử trùng cũng đã được thực hiện tại các khu vực liên quan đến mốc dịch tễ của hai bệnh nhân, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh cho các trường hợp liên quan. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lang Chánh đề nghị những người tiếp xúc gần với các ca bệnh nói trên khẩn trương đến trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định cùng với đó khuyến cáo nhân dân trên địa bàn không nên hoang mang lo ngại trước nhiều thông tin không chính thống